chào các bạn đã đến với kênh của Huy. Bạn đang tìm một chiếc xe gầm cao 7 chỗ phục vụ cho công việc hàng ngày, cho gia đình mình đi chơi cũng như là đi công tác xa. Trong clip ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng nhau khám phá GLE 450, một chiếc xe gầm cao 7 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ về và được rất là nhiều sự thích thú cũng như là đơn đặt hàng của rất là nhiều quý khách hàng. So với những cái thế hệ trước thì GLE 450 giờ đây đã mềm mại hơn và có nhiều công nghệ hơn rất là nhiều. Phần đầu xe, một cái sự hầm hố to lớn, rất là ngầu. Mình dùng cái từ là rất là ngầu. Một cái mặt nạ hiệu ứng kim cương sáng bóng, một cái logo ngôi sao ba cánh rất là lớn ở giữa. Hai bên chúng ta có hai cái đường chrome với một cái nét xẻ bên trong. Ở trên chúng ta có một cái logo ngôi sao ba cánh được dập chìm xuống này. Một cái cụm đèn pha full LED, một cái cụm đèn pha full LED với hai cái đường dây LED móc câu làm đèn chiếu sáng ban ngày. Hơi tiếc một tí là nếu như cái đèn này là đèn multi beam thì hay hơn ha. Đây là đèn full LED có tính năng tự động bật tắt thôi ha, tự động bật tắt thôi. Ở dưới chúng ta có một cái cản trước của AMG rất là to bản, rất là đẹp với những cái chất liệu chrome được thiết kế rất là nhiều, cũng như là cái phần bên trong chúng ta có những cái phần nhựa nhám ha, thiết kế dạng tổ ong. Phía trước chúng ta có 6 cảm biến và phía sau chúng ta có 6 cảm biến. Một cái chi tiết nhỏ nhỏ thôi cũng rất là hay là hai bên chúng ta có hai cái mang cá ha. Hai cái mang cá để mà trang trí rất là đẹp cho phần hông. Ở phần đầu xe thì chúng ta có 4 cái đường gân được dập nổi ha, tạo nên cái vẻ gân guốc và cứng cáp cho cái phần đầu xe. Dưới nắp capo của GLE 450 là khối động cơ 3 chấm, tăng áp cuộn kép, máy i6 và sản sinh công suất cực đại lên đến 367 mã lực, cũng như là mô men xoắn cực đại là 500 Nm. Khối động cơ này bật mí với các bạn là sử dụng chung với GLS 450, S450 và cả Maybach S450 đều sử dụng chung cái khối động cơ này. Và điểm rất là hay nữa là mô men xoắn cực đại 500 Nm, sản sinh chỉ ở giải vòng tua là 1600 vòng trên phút thôi, giúp chiếc xe hứa hẹn sẽ rất là bốc, kết hợp với công nghệ EcoBoost. Nói nôm na là nó sẽ có một cái motor điện 48V tích hợp vào trong cái động cơ này để chúng ta đề nó rất là êm. Lát nữa mình sẽ đề máy thử các bạn xem rất là êm, cũng như là khi mà chúng ta đạp ga bứt tốc thì nó sẽ bổ trợ cho cái động cơ này một cái lực kéo nhất định. Và khối động cơ xịn sò này kết hợp với hộp số tự động 9 cấp cũng như là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC với lực phân bố là 45% cầu trước và 55% cầu sau, giúp chiếc GLE 450 như phần đầu video mình có mở đầu thì là rất là khỏe, rất là bám đường, giúp chúng ta chở gia đình cũng như là đi công tác xa mà không ngại cái gì cả ha. Và phần nắp capo các bạn thấy là rất là dày, rất là dày nhưng mà rất là nhẹ, tại vì nó được làm bằng hợp kim nhôm ha. Và phía dưới nắp capo chúng ta được ốp một cái lớp cách âm với khoang bên trong xe. Chúng ta tiến sang cái phần thân xe nha. Phần thân xe, trường xe, mình thấy là thiết kế rất là trường xe và chiều dài tổng thể của chiếc xe này lên đến 4m950. Phía trên phiên bản này chúng ta còn có chiếc GLS 450, cũng là 7 chỗ, cũng nhập Mỹ luôn nhưng mà sẽ dài hơn. Chiếc này khoảng gần 3 tấc. Thì với những khách hàng mà thích xe 7 chỗ gầm cao mà không thích quá to, thích vừa vừa thôi thì chiếc này rất là hợp lý. Nó không quá to và nó cũng không quá nhỏ, nó rất là vừa ha, để chúng ta có thể vận hành đường xa cũng như là trong nội thành. Dọc thân xe thì chúng ta có hai cái đường gân được dập nổi, làm cái phần thân nó rất là cứng cáp ha.
trên tay nắm cửa chúng ta được mã Chrome và tích hợp là hệ thống Keyless Go. Chúng ta đóng mở cửa không có cần phải dùng chìa khóa, cũng như là những cái đường viền Chrome ngay ở phần ô kính cửa sổ. Một cái điểm nhỏ để mà phân biệt GLE so với những chiếc xe gầm cao khác của Mercedes đó chính là cái phần này các bạn. Cái phần này, cái phần cục C và cái phần cục D này, nó được xẻ một cái đường, một cái ô kính ha, xéo như thế này, nhìn nó rất là hay. Và một cái điểm nhỏ nữa là cái ô kính này, khi mà chúng ta ngồi ghế thứ ba đó, chúng ta nhìn nó thoáng cái xe hơn. Đây cũng là một cái đặc điểm, một trong những đặc điểm khác biệt giữa GLE so với những đối thủ cùng phân khúc. Thì đây là một cái điểm nhận diện ha. Và trên chúng ta có một cái giá nóc bằng nhôm cứng cáp. Những cái hốc bánh xe được thiết kế to, rất là khỏe khoắn. Và một cái bộ mâm AMG được sơn màu xám 5 chấu kép, nhìn rất là khỏe ha. Và nó cũng rất là thể thao. Bộ mâm này là 20 inch. Mâm 20 inch rất là lớn, nhưng mà chúng ta đặt vào cái xe thì chúng ta cũng cảm thấy nó không quá là lớn lắm đâu. Tại vì do là cái xe nó, cái xác của nó cũng khá là đồ sộ. Cũng như là cái phần lốp dày này, hứa hẹn là chúng ta đi cái đường nó sẽ rất là êm. Và GLE 450 thực tế chúng ta vận hành trên đường thì nó sẽ mang lại cảm giác êm ái, đầm chắc và cách âm cực kỳ tốt ha. Một chiếc xe nhập Mỹ nguyên chiếc mà. Và chúng ta có một cái bệ đỡ lên xuống cố định ha. Với cái gầm này thì các bạn có thể thấy rồi, tự tin để chúng ta đi những cái đường địa hình xấu ở Việt Nam. Chúng ta tiến sang cái phần đuôi xe thì ở phần đuôi xe mình thấy là nó dung hòa và nó có gì đó mềm mại và nhẹ nhàng hơn so với cái phần đầu xe. Các bạn có thấy như thế không ạ? Nó hơi bầu bầu và có một cái cụm đèn hậu giống như một cái hình chiếc lá vậy đó. Và trong cái cụm đèn hậu này chúng ta có hai cái dây led dày. Xuống phía dưới chúng ta có hai ống xả kép được mạ chrome bóng, cũng như là một cái ốp chrome dày vuốt từ trái sang phải xe. Và chúng ta có một cái hốc giả trang trí ở hai bên cản ha. Chúng ta vẫn có tính năng là đá cốp cũng như là đổ xe tự động trên chiếc xe này. Và phần cốp xe, mình coi phần cốp nha. Phần cốp khi chúng ta dựng hết ba hàng ghế lên thì nó như thế này đây. Thì nó như thế này. Và nếu mà chúng ta gập thử hàng ghế thứ ba xuống để xem như thế nào nha. Gập thử hàng ghế thứ ba xuống này. Khi chúng ta gập cái hàng ghế thứ ba xuống thì cái khoang như thế này, mình thấy rất là rộng. Rất là rộng. Mà nếu chúng ta đi 5 người thôi thì chúng ta có thể gập hàng ghế thứ ba để gia tăng cái diện tích không gian chứa đồ cho mình. Và nếu mà chúng ta đi 2 người, chúng ta cũng có thể gập luôn hàng ghế thứ hai bằng hai cái nút hai bên này. Gập xuống luôn ha. Gập xuống luôn nè. Ghế thứ ba thì chúng ta gập bằng cơ. Còn hàng ghế thứ hai thì chúng ta sẽ gập bằng điện ha. Đó, rất là rộng luôn. Rất là thoáng luôn. Thậm chí nói vui thì chúng ta có thể trải một cái nệm nhỏ để mà cho các bé trong nhà nằm ha. Đi vòng vòng trong phố cũng rất là ok. Và nếu mà lên thì chúng ta chỉ cần nhấn nút thôi thì hai ghế sẽ lên, tự động nâng lên. Và GLE 450 cũng được trang bị rất là nhiều những tính năng an toàn, từ những hệ thống cơ bản như là hệ thống cân bằng điện tử tích hợp chống trượt ESP, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống chống trượt khi tăng tốc ESR. Còn có những hệ thống hay ho khác khi mà chúng ta đi chiếc xe này tốc độ từ 50 trở lên và chúng ta thắng gấp, thì ba đèn hậu ngay phần đuôi xe, ba cái đèn hậu ngay phần đuôi xe sẽ chớp liên hồi để người sau biết mà không đụng vào đuôi của chúng ta. Và giữa hai cái đèn có một chi tiết nhỏ là một cái đường chrome nối giữa hai đèn, nhìn rất là sang trọng ha. Và chúng ta cùng nhau tiến vào bên trong cái khoang nội thất của cái GLE 450 để xem như thế nào nha. Và cánh cửa đóng rất chắc. Đóng cửa đóng rất là chắc ha. Và tất nhiên rồi, một chiếc xe 5 tỷ thì chắc chắn thì phải có là cửa hít ha. Phải có cửa hít rồi. Phần cửa, phần ngay phần cánh cửa này, chúng ta thấy được cái độ tỉ mỉ. Cái độ tỉ mỉ trong cái chất liệu và phần thiết kế. Ở trên chúng ta được bọc da Artico với hai cái đường chỉ may tương phản chìm. Ngay cả phần chốt cửa này chúng ta thấy cũng được mạ chrome phay xước rất là chỉnh chu ha.
Và những cái nút bấm trên xe cũng được mạ chrome mờ, nhìn rất là sang. Và hai ghế trước được chỉnh điện, tích hợp nhớ 3 vị trí. Phần dưới này chúng ta cũng được bọc da luôn, cũng với hai cái đường chỉ may song song, và phần dưới này là nhựa cứng ha. Rồi chúng ta vào bên trong xe nhé. Để máy lên cái nào. Rất là êm luôn, rất là êm. Thường á thì chúng ta để máy á thì sẽ nghe cái tiếng nó xè 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 của cái cụ đề. Nhưng mà với chiếc xe này thì không nha. Với chiếc xe này thì như mình nói á, phần đầu xe đó nó có một cái motor điện 48V. Nó tích hợp vào trong động cơ, nó thay thế cụ đề truyền thống cho đề máy rất là êm. Và cái phần khoang không gian nội thất các bạn có thể ngắm qua. Nó theo mình thấy nó pha giữa cái sự mạnh mẽ, sang trọng cũng như là có hơi hướng cổ điển của Mercedes với cái phần thiết kế theo cái phương ngang thế này. Như là cái phần ốp gỗ sồi nè. Ốp gỗ sồi ha. Nhám. Xe cũng được trang bị là dàn âm thanh 13 loa Burmester hiệu ứng âm thanh bòm, nghe rất là hay. Với những cái hốc gió được mạ chrome phay xước và có một cái thanh chrome mỏng ở dưới này. Chúng ta có dàn điều hòa tự động là hai vùng độc lập với những cái nút được mạ chrome phay xước bên trái và bên phải, được chỉnh nhiệt độ riêng ha. Và những cái phần ốp dưới này cũng được bọc da luôn. Ở trên chúng ta cũng được bọc da Artico luôn nha. Cũng được bọc da Artico luôn, rất là chỉnh chu. Và chúng ta có một cái màn hình dài từ trái sang phải, với bên trái là màn hình đồng hồ, bên phải là màn hình giải trí. Chúng ta có thể cảm ứng rất nhạy nè. Có cả tiếng Việt và cả tiếng Anh. Hoặc là chúng ta có thể điều chỉnh bằng cái touchpad ở đây, với một cái bệ đỡ tay ở đây ha. Ngay cả cái bệ đỡ tay thì các bạn thấy là nó cũng được mạ chrome rất là chỉnh chu luôn. Và trên màn hình này chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể xem được định vị này. Chúng ta có Apple CarPlay, Android Auto này, nghe đài, nghe nhạc bằng dàn âm thanh vòm rất hay. Cũng như là chúng ta có thể điều chỉnh được cái đèn viền nội thất xung quanh xe. Đây, chúng mình điều chỉnh là khi mà đi ban đêm, trời tối á, chúng ta sẽ thấy nó rõ hơn. Đó, những cái đèn viền khi mà đi ban đêm sẽ rất đẹp. Chúng ta có thể phối một màu cũng như là phối nhiều kiểu màu khác nhau tùy vào cái sở thích của chúng ta. Và chúng ta còn có gì nữa? Chúng ta có chế độ lái Eco, tiết kiệm nhiên liệu ha. Comfort êm ái, Sport thể thao, gà sẽ bốc hơn. Và Individual, chúng ta có thể tự thiết lập những chế độ riêng của chúng ta. Khi chúng ta thay đổi chế độ lái thế này thì xe sẽ can thiệp vào động cơ, hộp số, vô lăng và hệ thống ESP. Chúng ta có camera. Camera lùi rất là nét ha. Camera lùi rất là nét luôn. Chúng ta có thể coi được góc rộng này cũng như là góc hẹp. Mình cực kỳ thích cái camera này. Cái camera này khi mà chúng ta để trời nắng này, đang trời rất nắng nha, nhưng mà vẫn rất là nét, không có bị chói. Hai bên chúng ta có hai cái bệ đỡ cũng được bọc da chỉ may rất chỉnh chu. Cái bệ đỡ này là gì? Chúng ta có thể nắm đây để chúng ta đi những cái đường địa hình xấu á, nó rất là vững và rất là chắc tay. Hai bên này cũng được bọc da luôn ha, tất cả là da hết. Và chúng ta có một cái ghế, một cái ghế theo mình thấy thì nó giống như là ghế thương gia vậy đó. Nó được bọc da thật nha, nó được bọc da thật. Cái da này theo mình thấy thì nó không quá mềm, nó vừa thôi, nó vừa, nhưng mà chúng ta ngồi nó rất là êm. Ngồi nó rất là êm, và cái da này khi mà chúng ta sử dụng nó rất là bền. Có nhiều người là thích cái da nó rất là mềm, thì da mà quá mềm thì nó sẽ dễ gãy và nhũn da theo thời gian. Thì cái da này rất là chắc luôn. Và trong cái da này chúng ta được thêu những cái chỉ may chìm cũng như là những cái chỉ may nổi. Và cái hai bên này nó đỡ cho cái lưng của chúng ta luôn luôn thẳng khi mà chúng ta đi những cái khúc cua ha. Hoặc là chúng ta có thể đỡ hai bên này. Hai cái tựa tay này rất là êm nè. Và phần đầu của cái ghế cũng rất là êm luôn ha. Phần đầu rất là êm. Và mình ngồi đây thì cái vị trí quan sát của mình rất là cao và rất là thoáng. Rất là cao và rất là thoáng ha. Tựa tay êm, tựa tay lớn êm.
màn hình đồng hồ chúng ta là full kỹ thuật số, rất nét, và chúng ta có thể thay đổi được cái kiểu của nó. À, thay đổi kiểu nha. Như là truyền thống này, thể thao. À, đó, rất là nét. Để chúng ta bớt đi cái sự nhàm chán sử dụng xe. Cảm ứng hết ha. Và trước mắt chúng ta là một cái vô lăng tròn được bọc da Nappa 3 chấu. Và trên vô lăng này chúng ta được mạ chrome với những cái chi tiết nút rất đẹp, được phay xước ha. Với những tính năng như là giới hạn tốc độ, ga tự động, và phía sau vô lăng cũng có hai cái lệ chỉnh số. Vô lăng chúng ta được chỉnh điện nha, được chỉnh điện. Và chiếc xe này có một tính năng rất hay là tính năng pre-save. Khi mà các bạn thắng gấp hoặc nó có sự xảy ra va chạm thì cái dây này sẽ tự siết. Ghế phụ nếu đang ở vị trí không an toàn, nó sẽ tự dịch về vị trí an toàn, và để chống cái đầu chúng ta không đập vào đây. Và về tùy chọn màu da, chúng ta sẽ có tùy chọn màu da đen tuyệt này nếu các bạn thích sạch sẽ. Hoặc là chúng ta có thể chọn màu kem sáng ha. Kem sáng thì nó sẽ sáng hơn, nhưng mà chúng ta phải bỏ nhiều thời gian để mà chăm sóc xe hơn. Ok, chúng ta tiến ra hàng ghế thứ hai nha. Mình đang ngồi ở khoang thứ hai của chiếc GLE 450. Như mình nói phần đầu video, một chiếc xe rất là đa năng. Chúng ta có thể tự cầm lái để chúng ta đi làm, hoặc là chúng ta có tài xế, chúng ta ngồi ở hàng ghế thứ hai này. Rất là rộng rãi luôn, từ cái phần trần rất là thoáng, và đặc biệt là phần trần của chúng ta tuy là ốp cái màu da đen tuyền, nhưng phần trần chúng ta được thiết kế màu sáng để chúng ta ngồi bên trong nó không có bị bí nha. Và cái ghế này của chúng ta được chỉnh điện nè, chỉnh điện hai bên luôn đó, từ phần lưng, và chúng ta có thể đẩy tối đa. Đây là cái khoảng không gian tối đa mà mình kéo ra, nếu chúng ta không sử dụng ghế thứ ba, chúng ta kéo ra thì chúng ta tận hưởng ghế thứ hai này. Phần chân này các bạn thấy rộng mênh mông nha. Độ ngã cũng được chỉnh điện ha. Đó. Và phía sau chúng ta có hai hốc gió được mạ chrome và phay xước. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau ra hàng ghế thứ ba để xem nó ngồi như thế nào nha. Mời các bạn. Chúng ta chỉ có một cái nút ở đây nè. À, chỉ cần có một cái nút ở đây, chúng ta nhấn một cái thôi thì hàng ghế thứ hai sẽ nhích lên ha, nhích lên để chúng ta bước ra hàng ghế thứ ba. À, mình đang ngồi ở hàng ghế thứ ba. Thì về cái độ thoải mái thì với một người 1m73 như mình thì ngồi nó sẽ không thoải mái. À, nó sẽ không thoải mái, chân nó sẽ hơi cong và nó chạm đầu gối ở trên ha. Thì hàng ghế thứ ba này theo mình là cho những người từ 1m6 đổ xuống, hoặc là cho các bé ở nhà ngồi thì sẽ thoải mái hơn. Còn về phần trần á thì nó ok, mình thấy trần thoáng. À, trần thoáng. Hoặc là chúng ta, nếu mà người lớn á thì chúng ta ngồi hoặc đi những cái đường mà nó hơi ngắn một tí thì ok. Còn nếu đi đường dài thì 1m6 đổ xuống, hoặc là trẻ em nha các bạn. Chúng ta đã cùng nhau đi qua chi tiết chiếc xe GLE 450. Một chiếc xe nhập Mỹ nguyên chiếc, 7 chỗ ngồi gầm cao. Với mức giá 4 tỷ 619 triệu, các bạn thấy chiếc xe này như thế nào? Có đáng để sở hữu cho cá nhân và cho gia đình mình hay không? Hãy cho mình lắng nghe ý kiến bằng cách comment ở phía dưới video này. Và nếu thấy clip hay, cho một like, nhấn vào nút chuông để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Và nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về chiếc GLE 450 này, hãy liên hệ ngay với mình theo số điện thoại 0934 091 193. Xin chào và hẹn gặp lại.